Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn bài thơ Chúc mừng câu lạc bộ tròn 2 tuổi, tác giả thơ Phạm Đông, trình bày qua tế thơ Nguyễn Hạnh. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Chúc mừng câu lạc bộ ta vừa tròn 2 tuổi, thật là mừng vui, luôn phát triển tốt sân chơi, tạo nơi hội tụ cho người yêu thơ để thực hiện mọi ước mơ, tương lai hứa hẹn đang chờ chúng ta. Bởi thơ là bạn tình ca, viết lên vẻ đẹp đến cho mọi người tình yêu cuộc sống vui tươi mỗi ngày. Thơ mang cảm xúc tràn đầy thổi vào tâm trí ngất ngây nóng người. Thế huynh mùi người người chung tay xây dựng cho sân chơi này một ngày một phát triển tràn đầy niềm vui. Chúc ban chủ nhiệm tuyệt vời, đầu tàu gương mẫu mọi người nói theo. Chúng ban quan trị mến yêu luôn luôn gắn bó chỉ tiêu trang nhà, đưa câu lạc bộ chúng ta không ngừng phát triển nở hoa muôn màu, đưa câu lạc bộ chúng ta không ngừng phát triển nở hoa muôn màu, phấn đấu là lá cờ đầu, là nơi kết nối nhịp cầu. Rất tuyệt vời. Xin chúc mừng tác giả thơ Phạm Đông với thi phẩm Chúc mừng câu lạc bộ tròn 2 tuổi.